Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Kênh của mình đã được 3.000 subscribe rồi. Mình cũng không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào. Cùng với ngày hôm nay luôn, mình mở mấy cái quả cầu gacha vớ vẩn thì ra nguyên một cái bộ trang phục B của chị Rimwick. Có một cái tên rất là kỳ cục luôn. Rắn biển cái. Ủa? Rắn biển cái là cái gì vậy? Có nghĩa là chị này không phải là giống đực. Chẳng lẽ là giống đực? Mình cũng không hiểu tại sao nhà phát hành đặt cái tên như vậy luôn. Ok, chúng ta vào trận rồi. Về cách chơi của chị Rimwick thì mình cũng nói khá là nhiều trong tất cả các cái clip trước rồi. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để tìm hiểu thêm. Và cái phép bổ trợ cho chị Rimwick này sẽ ưu tiên con chó và tốc biến nhá. Các bạn hãy lưu ý về cái vấn đề này. Bởi vì những cái dịch chuyển nó không phải là dành cho Rimwick, cho nên các bạn đừng bao giờ có cái ý định gọi là mang cái phép dịch chuyển. Chỉ tốc biến và chó thôi. Ok. Ui giời ơi, nói thật với các bạn luôn, khi mà mình mở được cái bộ skin này mình thấy rất là ức chế. Cái màu đen của nó cái kiểu đang đẹp như thế mà tự nhiên thay ra một cái màu xanh như thế này. Các bạn thấy có khác giống gì như là một cái thứ đang bị rớt vào thùng sơn xong rồi đổi màu luôn. Tóc đỏ da xanh cái giống như là bệnh tay chân miệng vậy. Ui giời, chán đời. Ok. Công việc đầu tiên vẫn là tạo kẻ hầu và đánh đuổi bọn này thôi. Đây, bây giờ mình sẽ dùng cái con kẻ hầu 4 của mình đi lùa vịt sang bên này. Sau đó mình dùng con kẻ hầu chính mình gõ nó. Mọi chuyện sẽ rất là đơn giản nếu như các bạn biết cách sử dụng kẻ hầu làm sao cho nó hợp lý. Đấy, thấy không? Quá easy luôn. Hình như là những cái bộ trang phục của Rimwick gần đây toàn là có chân. Nhưng mà mình vẫn thích cái đuôi này hơn. Các bạn thấy nó có kiểu là giống rắn hơn ấy. Bây giờ mình sẽ ra đây mình cam. Chơi Rimwick là phải cam. Độ cam của Rimwick cực kỳ nguy hiểm luôn nha các bạn. Cứu sẽ rất là khó. Bởi vì kẻ hầu nó bao vây xung quanh luôn, chặn đường mọi phía. Cho nên các bạn cứ yên tâm. Rồi, ba cái vòng xuyên thấu. Thật là tào lao mà. Thật là quá tào lao. Ok, bây giờ xem cu này chạy đi đâu. Ôi, skin tím. Chạy đi. Đùa thôi, sao chạy được. Trêu tí thôi, đã gắt thế rồi. Đấy, tặng thêm cho một bé hầu nữa. Thương lắm luôn á. Thương lắm mới cho cái kẻ hầu đó. Ghét là bỏ mặc được. Dội. Nói chung thì cái tựa game Identify này nó mang một cái thiên hướng, đó chính là cũng dành cho một số trẻ em chơi nữa hay sao ấy. Mình thấy đồ họa với lại hình ảnh của nó cũng khá là bắt mắt và khá là sống động, cho nên là tiếp cận được độ chơi khá là nhiều. Ui, lại cứu được rồi. Cho chim luôn. Kinh. Bây giờ mày sẽ là nạn nhân tiếp theo. Mày là đứa cứu con nữ chủ tế. Đậu má, cái thằng chó tiên tri nó ra nó ngáng đường mình. Ghét ghê luôn. Giờ chị sẽ cho em một bé hầu xinh xinh ở đây. Đấy. Em té hổ chị gái. Đâu rồi đôi. Úi ôi. Đang định chọn kẻ hầu 1 bấm nhầm sang kẻ hầu chính như thế này. Ui né hay vậy. Úi giời tuyệt vời. Đây, con sâu của mình vẫn đang nhúc nhúc ở đây. Ghét ghê con, không muốn. Mình nghĩ là nó sẽ ném 500. Ui ôi, nó đang phá. Con súc sinh nó đang phá, muốn phá kẻ hầu của mình. Ôi ôi ôi, gắt vãi nồi, gắt vãi trường. Biết phải làm sao đây. Ui ôi. Mày quá, lại gục rồi. Sợ ghê luôn á. Không biết nó có cứu được hay không. Là cái con hương sư. Con hương sư nãy giờ mình rất là ghét, rất là bực bội. Nó là cái nguyên nhân làm mình hoang mang nãy giờ. Bởi vì nó phá hết kẻ hầu của mình rồi. Còn mỗi con chủ chính à. Trời, đùa nhau. Gặp phải tim nhây rồi. Máy thì không đi sửa, còn 5 máy kìa. Ông nội ơi, ui ổn, ném tuyết kìa. Hồn nhiên như con cá chiên vậy. Rồi thôi xong, chúng nó lại cứu được nhau rồi.
biết phải làm sao đây. Ai cho tôi lương thiện cái nào. Ui dồi ôi. Kệ đi, mình sẽ ưu tiên cái con kẻ đầu vàng trước. Ồ, đang cứ trị thương, may quá tới kịp. Hồi nãy mình có lên YouTube mình xem cái tựa game Dead by Daylight, mình thấy cấu hình với lại cách thức chơi khá là giống về cái tựa game Identify. Nhưng mà có một cái chỗ nó hơi đặc biệt, đó chính là tựa game Dead by Daylight thì nó theo cái xu hướng gọi là kinh dị nhiều hơn là về cái tựa game Identify. Ô, lại cứu nhau rồi. Mẹ nó, đang nói chuyện. Ôi, bố thiên sư nữa. Giận ghê luôn. Thật sự. Ngắn đường mình ghê hồn thiệt. Nói chung là team này cũng khá là hay. Biết cứu đồng đội, biết che chở cho đồng đội. Và có một cái chút gì đấy gọi là tinh thần dân tộc. khá là mình cũng rất là thích về những cái team như thế. Nhưng mà không đi sửa máy là một tội ác. Chúng mày sẽ phải đi tù và chúng mày sẽ phải trả giá đắt vì chúng mày không sửa máy. Chúng mày sẽ nhớ đấy, chúng mày sẽ bị gặp quả báo. Không sửa máy là kiểu gì cũng thua. Cho dù các bạn có nhây hay chăng nữa, các bạn có thể hiện mình bản lĩnh ranh ông giời, ông địa, ông trăng, ông sao chăng nữa thì cuối cùng không sửa máy thua vẫn là thua. Bởi vì Hunter nó rất là mạnh. Nó mạnh trong cả cách thức, kỹ năng và nó mạnh trong cả cái di chuyển nữa. Các bạn không bao giờ có một cái chuyện xảy ra đến là các bạn muốn đi nhanh hơn hơn Hunter đâu. Ủa khó đọc quá. Hơn Hunter. Bây giờ cứu hộ cái. Ủa tiên tri kia. Hay quá. Thằng cu lại gục rồi. Ủa ơi, con nữ chủ tế này nó manh động. Nó manh động như là Sarah Mussen vậy. Má. Mấy cái vòng xuyên thấu của nó cực kỳ khó chịu luôn. Bây giờ thì nó đã bỏ cái cơ chế gọi là hạn chế vòng xuyên thấu rồi. Ngày trước ấy, thì nó chỉ bị giới hạn bởi 10 vòng xuyên thấu thôi. Bây giờ thì nó có thể xài một cách gọi là vĩnh viễn. Nhưng mà bù lại thì Hunter đi ngang qua được. Nhưng sẽ gây choáng. Khó chịu là như thế. Đây, cho mày một kẻ hầu. Mày là một cái con sâu chuyên phá các con đẻ của mình. Ghét kinh khủng luôn. Phá luôn cổng. Ô cái cổng dạo này nó rất là khó phá nhá. Chém hoài không trúng luôn á. Đâu rồi, thằng nào ngon bước vô. À đây. Úi trời ơi. Bây giờ sẽ là lúc mình đổi kẻ hầu. Đây, cứu đi. Ui có chim à. Ma. Đùa nhau. Đấy. Mọi chuyện mày sẽ phải trả giá. Chạy đi em ơi. Em gái mưa. Ui dồi. Ui, giật về luôn. Này thì em gái mưa. Úi dồi ơi. Còn 4 máy. Trận này vui đấy. Mình thấy là mình cũng hơi đau đầu về những cái gọi là trận đấu gặp cái team nhây như thế này. Nhưng mà càng nhây thì mình mới càng có cái cảm. Nói đến phê thì dĩ nhiên ai cũng nghĩ đến chữ Mai Thúy. Mai Thúy có nghĩa là viết tiếng lóng của chữ ma túy ấy. Nhiều ông nhiều bố bảo hít phê lắm. Mình nghĩ từ lâu rồi mình nghĩ là chắc Mai Thúy đó thì nó cũng phải thơm lắm thì người ta mới ngửi, mới hít, chứ nếu mà hôi thối như là cứt thì ai mà ngửi, đúng không nhở? Khiếp, xem ba cái bộ phim hình cảnh sát hình sự ngày xưa, gặp mấy anh mấy chị mấy cô nghiện ma túy xong bắt đầu cào cổ cào gan cào ruột lên, trời tôi lại các ông luôn, làm gì mà khổ vậy. Úi giời, sống thật với bản thân mình còn không ân ai, hít không khí là đã đủ thấy mãn nguyện. Chả có cái nào sung sướng bằng hít không khí mà thở hết ấy. Thề luôn. Ông nào thì ông bảo hít ma túy thôi tôi xin mấy ông luôn. Tương tự Mai Thúy thì cũng giống như là thuốc lá, các bạn biết thừa rồi. À cứu người à. Mình ngon lại đi cứu chúng ta cái nào. Đâu rồi. Cứu hộ cái. Cố lên.
không dám cứu luôn. Nếu mà bò đây cứu là kiểu gì thì kiểu mình cũng cho ăn vụt. À rồi rồi, cơ hội tới. Hay lắm. Mình cưng cái con kẻ hầu một của mình ghê hồn luôn, lại ăn dùm cái nam châm. Tuyệt vời luôn. Nói chung là mọi thứ nó không có theo một cái gì thấy gọi là hoàn hảo đâu, các bạn biết thừa rồi. Riêng các bạn ăn cơm với cá, nhiều khi cá ngon muốn chết cũng bạn còn phải nhả xương, nó đâu có hoàn hảo đâu. Đây là mấy cô bé chân dài của mình đang ở đây. Em gái mưa đâu rồi. Nếu như các bạn không biết bọn survival ở đâu thì các bạn có thể dùng kẻ hầu để xác định vị trí để mà đuổi theo nhá. Như mình đây này, bây giờ mình sẽ làm một cú lừa thật là đỉnh cho các bạn cùng xem. Mình sẽ dụ nó kiểu như là để cho nó mất cảnh giác, thì mình sẽ dùng con kẻ hầu của mình vụt nó một cách rất là easy luôn, khỏi dí mệt. Mình ghê chán cái kiểu dí lắm rồi. Mình sẽ tạo một cú lừa thật là thân thương dành cho chị Hương Sư. Chị Hương Sư, em gái mưa của mình đây. Đấy, sửa đi. Rồi, các bạn xem nha. Một cú lừa siêu ngu luôn. Chạy hộ. Yeah. Ôi giời ơi, tao cười ỉa mất. Chơi Dreamwick phải tạo ra những cái cú lừa như thế rất là nhẹ nhàng luôn. À, cái con nữ chủ tế đang mon men nó lại, nó cứu con Hương Sư á. Mình sẽ không để cho chuyện nó xảy ra đâu. Không biết lúc này treo bóng nó chết chưa nhỉ? Bóng hơi xa. À, ghế hơi xa chứ, nhầm. Con Dreamwick này nó đi rất là nhanh. Nhanh từ vật chủ, nhanh luôn cả những con kẻ hầu. À, muốn tới cứu à? Sao mà cứu dễ vậy bạn? Ôi giời ơi, cái con kẻ hầu của Hương Sư mất rồi. Có lẽ mình phải xác định vị trí nó đâu đến vụt thôi. Kìa rồi, nó đến cái máy. Ok baby, mình đến cái máy mình thịt nó thôi. Có lẽ game chắc chắn kết thúc rồi. Nếu như mà nó sửa xong cái máy này thì cái hầm nó sẽ xuất hiện, và đồng thời cái hầm nó sẽ mở, rất là nguy hiểm luôn. Kiểu gì kiểu cũng phải giết nó, giết cho đủ 4 đứa clip nó sẽ hay hơn. Chứ giết một cái kiểu như là ôi ôi thả bất đứa, mình đôi khi mình cũng chán, mình không muốn đăng. Núp ở đây làm cái gì vậy? Ui sợ. Núp ở đây làm cái gì vậy? Nhặt xác. Xoay xoay đồ. Hôm nay bạn đã sai lầm khi gặp phải Dreamwick hoan chơi rồi. Chơi Dreamwick này rất là phê các bạn ơi, các bạn phải tập mà chơi. Các bạn sẽ ít khi thua lắm, bởi vì các bạn có mắt đỏ mà. Lo gì? Ok, chắc chắn là thắng rồi. Mình có cái emote khá là cute luôn. Ủa, cứ mỗi lần nhe nanh nuốt má xong bắt đầu chùi mồm. Vâng, nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên ấn subscribe channel, like video và comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.